Trời ơi, công nhận nha, mẹ chỉ mới xem cái giới thiệu á của cái bộ phim Đào, Phở và Piano thôi đó, mà trong lòng nó đã cảm thấy rất là xúc động nhá. Nhớ đến cái thời đấy của mình á, ai cũng hồng hực khí thế, ai cũng coi như là nhiệt tình lắm. Ví dụ đi, ông bà ngoại của con thì đã đi làm ở xí nghiệp, nhà máy, đóng góp vào những cái hoạt động, rồi là tinh thần yêu nước rất là cao. Thế còn mẹ thì sao ạ? Lúc đó mới có 7-8 tuổi thôi. À, mình đã biết nấu cơm nhá, mang những cái cà men cơm đến trước xí nghiệp, đứng chờ có khi cả tiếng ấy mới gặp được ông bà ngoại. Nhưng mà vẫn cảm thấy rất là tự hào này, không cảm thấy mệt nhọc gì hết. Và đâu đó mình nghĩ mình đã đóng góp được một cái phần nhỏ bé vào cái tình yêu nước chung, ví dụ như vậy. Còn cái thời này thì sao? Lớp trẻ như con chẳng hạn, mẹ thấy đăng bài trên mạng xã hội không à? Rồi không biết là cái tình yêu nước thể hiện như thế nào nữa. Trời ơi, mẹ nói như vậy là con hơi buồn đó nha. Vậy là mẹ không có hiểu con rồi. Nếu như mà con không có yêu gia đình, không có yêu quê hương, không có yêu cộng đồng đó, là giờ này con đang ở Anh rồi, con không có ngồi ở đây đâu. Mẹ có biết là cái hồi con mới từ Anh về Việt Nam á, là con thấy rất là nhiều điều bất cập mà con bức xúc ghê lắm. Trời ơi, đường xá thì đông đúc, chen chúc lúc nào cũng ồn ào. Ra đường sao mà ai cũng tranh giành, không có ai nhường nhịn gì nhau hết. Vỉa hè thì loạn xạ, bừa bộn. Rồi con đi một cái chuyến bay từ Anh về Việt Nam, mọi người dành chỗ lấy hành lý rồi dành nhau xuống trước. Con xấu hổ, con không dám nói con người Việt Nam luôn đó. Nhưng mà không hiểu sao á, tự nhiên con nghĩ ra là mình nhìn thấy những cái điều này, bây giờ mình chê, mình ở nước ngoài luôn, thì ai sẽ thay đổi nó? Và như vậy thì bao giờ đất nước mình mới tốt đẹp lên? Cho nên là từ hồi con về Việt Nam á, con tin là mỗi cái việc con làm đều đang đóng góp rất là thiết thực nha, để xã hội đất nước mình tốt đẹp lên. Mình xếp hàng một chút nè, mình nhường nhịn một chút nè, mình biết cái gì hay, cái gì mới mình chia sẻ với bạn bè, người trẻ này, thì đó cũng đã là cách mà con đóng góp rồi. Mà con ở Việt Nam lâu á, mẹ nhà viên học, tự nhiên con lại thấy yêu những cái thứ mà hồi trước con ghét. Bây giờ ra đường đó, trời ơi, xe cộ, dòng người hả, kèn inh ỏi, nhưng mà con lại thấy ở trong đó rất là sôi nổi, giống như là sức sống đang rất là dạt dào. Rồi vỉa hè bây giờ mình nhìn vô cái sự bừa bộn, rồi hàng quán khắp nơi, con lại thấy là sao mà cái tinh thần của người mình rất là đẹp. Khó khăn tới đâu á, người ta cũng nở nụ cười, và người ta vẫn có mỗi ngày rất là tuyệt vời, cũng như là không có kêu than gì hết. Và cuối cùng là đôi khi con ra đường nha, trời ơi, con được những cái sự giúp đỡ, những cái sự chia sẻ mà con không mơ tới luôn. Nó hoàn toàn vượt cái tưởng tượng của con. Cho nên như thế là con đã bằng một cách riêng rất là hiện đại để mà làm cái phần mà con có thể làm rồi đó. Có lý. Thì ra trong mẹ, trong con, trong các thế hệ của chúng mình vẫn dạt dào cái tình cảm yêu thương đất nước, quê hương, tình cảm yêu thương với gia đình và cộng đồng, những người xung quanh. Chỉ có khác chăng, đó là cách thể hiện mà thôi.